Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều kiều bào sống xa Tổ quốc đã không nén được cảm giác mất mát, đau thương trước sự ra đi của nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người luôn lắng nghe và tận tụy làm việc vì nhân dân. Trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Cuba, ông Mai Thảo, Chủ tịch Hội người Việt tại Cuba, cho biết cộng đồng người Việt ở Cuba rất đau đớn khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Đây là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cán bộ xuất sắc, cống hiến cả cuộc đời cho cách mạng, cho nhân dân, luôn hoạt động với tinh thần cách mạng mạnh mẽ để phục vụ Đảng, quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, góp phần cùng nhân dân xây dựng đất nước ta ngày một to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có một tình cảm đặc biệt với Cuba, từng nhiều lần sang thăm Cuba trên những cương vị công tác khác nhau. May mắn được tham dự đón tiếp và nghe Tổng Bí thư nói chuyện nhiều lần, ông Mai Thảo vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Tổng Bí thư đối với quan hệ Việt Nam, Cuba. Về chính trị thì là số một nhưng quan hệ kinh tế thì chưa xứng tầm, cho nên các đồng chí phải làm thế nào để đưa quan hệ kinh tế Việt Nam, Cuba ngang tầm với quan hệ chính trị hai nước. Từ những lần tiếp xúc ấy, ông Mai Thảo càng thêm khâm phục kiến thức sâu rộng của Tổng Bí thư. Tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam cũng luôn dành sự ngưỡng mộ, ấn tượng và tình cảm đặc biệt đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trò chuyện với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo, tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã nêu bật những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên những cương vị khác nhau. Trong thời gian làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển thủ đô. Những chính sách phát triển đô thị, bảo tồn di sản văn hóa và cải thiện cơ sở hạ tầng do ông khởi xướng trong thời kỳ công tác tại Thành ủy Hà Nội đã tạo nên một Hà Nội hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Bạn bè Nhật Bản đã nhiều lần thể hiện sự ngạc nhiên trước sự phát triển của thành phố Hà Nội và cho rằng kết quả này có được nhờ một phần quan trọng của đội ngũ lãnh đạo thủ đô. Khi giữ chức Chủ tịch Quốc hội, ông đã có nhiều quyết sách quan trọng, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy cải cách hành chính và tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội. Sự lãnh đạo sáng suốt và quyết liệt của ông đã tạo nên những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, dân chủ và văn minh. Còn trong vai trò Tổng Bí thư qua các nhiệm kỳ, ông tiếp tục khẳng định tài năng lãnh đạo và tâm huyết với đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn tin rằng kiều bào càng thêm tin yêu, ủng hộ và hướng về quê hương đất nước nhờ có các nhà lãnh đạo vì dân như Tổng Bí thư. Đặc biệt, chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư khởi xướng những năm qua đã tạo niềm tin lớn trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. In sâu trong tâm trí nghiên cứu sinh tiến sĩ Lê Trung Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc là hình ảnh một Bắc Trọng đôn hậu, mục bạc, lời nói nhẹ nhàng và mái tóc bạc phơ. Tinh thần trách nhiệm trong công việc, sự chăm lo đến từng lĩnh vực, từ kinh tế đến xã hội, đời sống người dân là những ấn tượng sâu sắc nhất của anh Lê Trung Thành về Tổng Bí thư, một nhà lãnh đạo tài ba, luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, anh Lê Trung Thành cũng ngưỡng mộ sự kiên quyết của Tổng Bí thư trong công tác chống tham nhũng. Tổng Bí thư đã dẫn dắt và thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ để làm trong sạch bộ máy nhà nước, tăng cường tính minh bạch và công bằng trong xã hội. Nhờ đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước đã được củng cố và tăng cường. Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, anh Lê Trung Thành nhận định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chính trị mà còn có những đóng góp to lớn trong văn hóa, giáo dục và các vấn đề xã hội. Tổng Bí thư còn là người luôn tận tâm, tận lực vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết. Sự đa dạng và toàn diện trong phong cách lãnh đạo của Tổng Bí thư đã mang lại nhiều thành tựu cho đất nước, nâng tầm vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tính giản dị, gần gũi, cùng phong cách lãnh đạo dễ gần, luôn lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khiến hình ảnh Tổng Bí thư với nghiên cứu sinh Lê Trung Thành giống như một người bác, người cha hiền từ, kính yêu. Là những người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, chúng tôi cảm thấy rất sốc và đau buồn, nghẹn ngào không biết nói gì ngoài sự thương tiếc. Đây là những lời tâm sự vô cùng xúc động của ông Ninh Viết Thông, kiều bào Thái Lan, với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok. Nhiều năm trước, khi cùng kiều bào được vinh dự đón Tổng Bí thư sang thăm Thái Lan hay trong dịp về thăm quê hương được gặp Tổng Bí thư, ông Ninh Viết Thông đều cảm nhận được tình cảm ấm áp, chân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho bà con kiều bào. Nhớ lại những kỷ niệm cũ, ông cho biết Tổng Bí thư rất giản dị. Đối với kiều bào chúng tôi, bác rất thân mật, bác đi hỏi thăm từng người rất ân cần. Chính sách của Đảng và Nhà nước coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và tôi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thực hiện, thúc đẩy chính sách đó. Cùng tâm trạng đau buồn như vậy, ông Nguyễn Văn Hòa, kiều bào Thái Lan, bộc bạch, chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn bác Tổng Bí thư. Bác là nhà lãnh đạo đưa đất nước phát triển đổi mới, làm cho dân giàu nước mạnh, danh tiếng của Việt Nam được nổi bật tại các diễn đàn quốc tế. Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tiến sĩ Phan Bích Thiện, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary Việt Nam, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary chia sẻ đây là một mất mát đối với đất nước và dân tộc. Tiến sĩ Phan Bích Thiện nhấn mạnh Tổng Bí thư là một tấm gương mẫu mực về nhân cách, một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, quan tâm đến dân và vì dân,
một công dân công hiến hết lòng vì đất nước, đồng thời là một con người rất nhân văn. Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu, tiến sĩ Phan Bích Thiện nhận định, trong suốt cuộc đời và sự nghiệp, Tổng Bí thư luôn chăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực, với những dấu ấn nổi bật, làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ngày càng cao, càng bền vững, được nhân dân trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế đánh giá cao. Trong những năm gần đây, vai trò của người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài đã được nâng tầm, quyền lợi của kiều bào đã được quan tâm và bảo đảm thông qua những điều luật thay đổi rất thiết thực, cụ thể. Tổng Bí thư luôn chú trọng vào việc quy tụ, đại đoàn kết dân tộc. Có thể nói, chưa bao giờ cộng đồng người Việt ở nước ngoài lại đồng lòng hướng về Tổ quốc như hiện nay. Cảm động trước sự quan tâm sâu sát Tổng Bí thư đối với tình hình bà con của người Việt ở nước ngoài, tiến sĩ Phan Bích Thiện khẳng định đối với kiều bào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trở thành biểu tượng cho sự tin tưởng của bà con về Đảng, chính phủ, đất nước. Theo tiến sĩ Phan Bích Thiện, Tổng Bí thư là người rất gần gũi, cởi mở, quan tâm đến mọi người, đồng thời là một lãnh đạo rất uyên thâm, có tầm nhìn chiến lược. Những điều Tổng Bí thư đưa ra rất sâu sắc, cụ thể, đi thẳng vào vấn đề. Bên cạnh những chỉ đạo quyết liệt, Tổng Bí thư cũng luôn động viên mọi người. Hồi ức lại lần gặp Tổng Bí thư trong cuộc gặp mặt với đại diện cộng đồng người Việt ở Hungary nhân dịp ông dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Đảng, nhà nước sang thăm Hungary năm 2018, tiến sĩ Phan Bích Thiện nhớ Tổng Bí thư đã quan tâm ân cần hỏi thăm từng người. Mặc dù chương trình dự kiến không dài để dành thời gian Tổng Bí thư về nghỉ ngơi, nhưng Tổng Bí thư muốn lắng nghe ý kiến của bà con nên đã cho phép cuộc gặp mặt kéo dài hơn rất nhiều để bà con có thể chia sẻ hết các tâm tư, nguyện vọng. Đó là một minh chứng rất cụ thể về một lãnh đạo luôn lắng nghe nhân dân, làm việc vì nhân dân.